cô gái bị người yêu tác động vật lý xuyên đêm vì đi hát karaoke song ca với người đàn ông khác. Sáng 23 tháng 8, chị NTG 33 tuổi và chị NTV 37 tuổi, ngụ ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng về việc chị V bị bạn trai tên LTN, 36 tuổi, trú đường Hải Thượng Lãng Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, đánh đập dã man đêm ngày 21 và rạng sáng ngày 22 tháng 8. Trước đó vào khoảng 20 giờ đêm ngày 21 tháng 8, chị N đón chị V đi ăn cơm tại nhà hàng Đồ Thái, khu Đông Phát và sau đó đi hát karaoke Việt Đức, phường Đông Hưng. Theo đơn tố cáo, tại quán hát chị V đã hát đôi với một người tên Linh, thì ông N đã đánh chị V ngay tại phòng hát, nhiều người chứng kiến vụ việc xảy ra. Ngay sau khi bị đánh thì chị V chạy xuống tầng 1 của quán hát và được một bạn đi hát cùng tên là Tùng đưa về bằng ô tô riêng. Tuy nhiên khi chị V về đến cầu 39m thuộc phường Đông Hưng thì N chặn đầu ô tô của anh Tùng, đồng thời bắt buộc chị V phải xuống xe và sang ngồi xe ô tô để N đưa về. Sau đó N không đưa chị V về nhà mà lái xe đưa chị V vào khu mặt bằng đô thị xanh, thành phố Thanh Hóa. Tại đây N đã đánh chị V từ 23 giờ đêm đến gần 3 giờ sáng. Trong khoảng thời gian trên, mỗi khi chị V bị đánh ngất, N đều dùng chai nước hắt vào mặt cho tỉnh rồi đánh tiếp. Chưa hết, N còn lột hết quần áo trên người chị V rồi quay phim, chụp ảnh. Đồng thời đe dọa nếu báo công an và đi viện thì N sẽ tung video ảnh lên mạng xã hội. Lúc này chị V khóc lóc van xin tha nhưng N vẫn không ngừng tay. Khi chị V bị chảy nhiều máu, N mới đưa chị V về chung cư ở phường Đông Vệ. Khoảng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 8, N qua nhà chị V đồng thời yêu cầu con gái của chị V đi mua bông băng về lau chùi rửa vết thương. Trong khi con gái chị V yêu cầu đưa vào viện, nhưng N nói vết thương ngoài da không cần đi viện. Do quá sợ hãi vì N đe dọa nên chị V không dám đi viện. Nhưng vì quá đau không chịu được nên chị V mới nói thật với con gái. Trưa ngày 22 tháng 8, chị V đã được một số người bạn của con gái đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng tổn thương mắt mũi và nhiều chỗ trên cơ thể. Bác sĩ Lê Minh Biển, phó trưởng khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, trường hợp của chị V bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt, buộc phải khâu do rách trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập. Tìm hiểu được biết, người đánh chị V dẫn tới chấn thương nghiêm trọng, hiện đang công tác tại một đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.